Xin chào, mình là Ân, đến từ Việt Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây đàn sơn mờ của thương hiệu Cordoba, đó là C3M. C3M có mặt trước sử dụng gỗ solid Canadian cedar, mặt hông và lưng sử dụng gỗ mahogany, cần đàn gỗ nato, mặt phím gỗ rosewood, khóa đàn được mạ bạc nút màu trắng thạch anh, dây đàn được tích hợp sẵn là dây Savare loại high tension. Với tầm giá dưới 5 triệu mà các bạn có thể sở hữu một cây đàn thương hiệu lớn đến từ Tây Ban Nha, trụ sở hiện tại đang ở Mỹ, mình nghĩ các bạn nên tham khảo thử sản phẩm này nha. Bây giờ mình sẽ chơi thử một đoạn xem âm thanh của cây đàn này như nào, rồi cuối clip mình sẽ nêu đánh giá và cảm nhận của mình về cây đàn này nha.